Quý khán giả thân mến, trong thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ đã đầu tư mở rộng mạng lưới hệ thống đường ống kịp thời cung cấp nước sạch cho hàng trăm tuyến dân cư nằm sâu trong nội đồng tại các vùng ngoại thành của thành phố. 4 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã có thêm 2.500 hộ dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch, nâng tổng số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch lên đến 154.270 hộ, đạt 93%. Tuyến kênh Thầy Tám, ấp Thới Hòa, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ có chiều dài khoảng 600 mét, nhưng chỉ có 6 hộ dân sinh sống. Do nằm sâu trong nội đồng, dân cư thưa thớt, lại là khu vực vùng ven, nên thời gian qua, những hộ dân này gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, điện thắp sáng và đặc biệt là nước sạch sinh hoạt. Chính vì vậy, khi được cung cấp nước sạch, chính quyền địa phương và bà con rất vui mừng, phấn khởi. Trong cái thời gian qua, thì về cái nguồn nước sạch để cho các cái hộ này sử dụng thì cũng còn rất là khó khăn. Đa số bà con chỉ sử dụng cái nguồn nước lắng lọc của cái tuyến kênh này thôi. Thì sau đây thì được cái tự tài trợ và hỗ trợ của địa phương cũng như cái trung tâm nước sạch của thành phố, hiện nay đã kéo được cái tuyến này cho bà con sử dụng. Thì cơ bản thì bà con rất là phấn khởi. Dân ở đây người ta rất là vui mừng. Nói chung là người nào cũng vậy, dân ta cũng nói trời, từ ngày có nước tới giờ khỏe dữ lắm, khỏe luôn. Trước kia ở dưới này xài, mỗi một lần mà tới mùa bơm nước xả xuống đây với lại tàu bè chạy nước nó cạn rất là dơ. Lên mặc dầu lóng phèn nhưng nó cũng đâu có hợp vệ sinh đâu. Trong những năm gần đây, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân vùng nông thôn, ngành chức năng thành phố đã triển khai mở rộng gần 510 km hệ thống tuyến đường ống để cung cấp nước sạch cho 170 tuyến dân cư với 14.620 hộ. Nhờ vậy đã xóa được tình trạng dùng trắng về nước sạch tại các tuyến dân cư thưa thớt. Cái lúc mà đào ống là đã mừng rồi, còn bắt đầu có 2-3 ngày vậy đó bắt đầu giống nước sạch rồi cũng không ngủ được, mừng quá trời mừng. Chứ giờ nước mà ở dưới sông nó dơ quá đâu có ai chịu nổi. Có cây nước còn hơn nhà người ta cho cây vàng đó, nó mừng vậy đó. Hồi chưa có cây nước, chưa dưới sông dơ giấy dữ lắm, mà nấu nước chín đồ không mà bây giờ khỏi nấu khỏi gì chăng. Để gì rồi uống luôn, nấu canh nấu cơm ăn bình thường. Ai cũng mừng, cho cả xóm mừng, chứ không phải mình riêng tôi. Đây là nhu cầu bức xúc của bà con. Vì vậy là khi nhận được cái phản ánh từ cơ sở, từ chính quyền địa phương thì trung tâm nước là kịp thời là báo cáo sở nông nghiệp cũng như là triển khai phối hợp với địa phương, chính quyền địa phương tổ chức họp dân rồi thông qua các cái biện pháp thi công phối hợp về quá trình triển khai nhanh nhất để làm sao để bà con có cái nguồn nước sạch đáp ứng cái nhu cầu mà bà con mong mỏi bấy lâu nay. Theo thống kê, hiện tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố là 93%, tương đương với 154.270 hộ, tăng 1,5% so với thời điểm cuối năm 2023. Riêng từ đầu năm đến nay, số hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch tăng thêm khoảng 2.500 hộ. Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền và ngành chức năng thành phố trong việc đầu tư nâng cấp rộng mạng lưới tuyến đường ống nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân khu nông thôn, nhất là trong thời điểm khô hạn như hiện nay.